Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, rất vui lại được gặp tất cả cô bác anh chị khán giả trong video của ngày hôm nay. Và vâng, với những sản phẩm gỗ gõ đỏ và đặc biệt đó là bàn ghế, thì một cái mức giá trung bình của một sản phẩm sẽ rơi vào khoảng chừng 40-50 triệu, hoặc cao hơn thì có thể lên đến hàng trăm triệu. Nhưng mà cũng có một số khách hàng thì lại thích sử dụng gỗ gõ đỏ và muốn mua với những mức giá phù hợp hơn và sản phẩm nhỏ gọn. Và trên đây thì Mộc Nam Huy sản xuất bộ ghế gọi là mẫu chuông đảo với chất liệu là gỗ gõ đỏ 100%, hoàn thiện với mức giá chỉ có 19.500.000. Một mức giá có thể nói rằng là cực kỳ hợp lý. Với sản phẩm này thì lợi thế của nó, đây là một cái bộ bàn ghế thiết kế nhỏ, gọn, phù hợp cho những không gian phòng khách chừng cỡ 15m2. Và với mẫu ghế này, nó cũng phù hợp cho các cô bác lớn tuổi thích ngồi những bộ bàn ghế nhỏ gọn, đơn giản và cũng dễ dàng cái trong vấn đề đó là lau dọn, vệ sinh hàng ngày. Thì trên đây là một bộ 6 món, có 2 ghế đơn, một bàn nối, một đôn và một chiếc ghế băng. Với mẫu ghế này thì cơ sở bên em cũng đã làm khá là nhiều những video về sản phẩm rồi. Trước tiên thì đây là mẫu được đục đào rất là nhiều. Và với cái mẫu ghế này bảo là tại sao gọi là mẫu chuông đào, thì mô phỏng của chiếc ghế thì nó giống hình quả chuông. Và độ đục chạm nhiều nhất ở trên bộ ghế này đó là trái đào. Đào được gọi như là một trong những khi mà nói về trái đào thì hay nói về những cái sự may lành tốt đẹp các bác nhé. Đó, và các cái phần khung được làm rất là đẹp, mềm mại. Với những cái phần ghế thiết kế đơn giản nhỏ gọn như thế này thì có thể nói rằng nó cũng đem đến một cái mức giá cực kỳ hợp lý và dễ mua. Dạ vâng, với sản phẩm này thì quý anh chị có nhu cầu có thể liên hệ với cơ sở Mộc Nam Huy tới tận xưởng của bên em để đặt hàng. Và cái giá thì cơ sở cung cấp cho quý anh chị là cái mức giá tận xưởng rồi các bác nhé. Thì bộ bàn ghế này có kích thước để sử dụng với chiều dài là 1m8. Và bề rộng khi chúng ta xếp ra thì quý anh chị cần khoảng chừng 2m2 chúng ta dùng được cái bộ bàn ghế này rồi. Với 100% gỗ gõ đỏ thì có thể nói rằng là cái mức giá này rất hợp lý. Và cái bộ bàn ghế này thì giá chỉ bằng một cái bộ bàn ăn gỗ gõ đỏ thôi. Rất dễ để cho quý anh chị tiếp cận nhé. Và vâng, sản phẩm được sơn hoàn thiện, sẽ tặng kèm luôn cả kính mặt bàn, cũng như là hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho cô bác anh chị trong phạm vi là 30 cây. Và đây là video cơ sở Mộc Nam Huy quay tại xưởng sản xuất, giới thiệu sản phẩm của mình, báo giá công khai với quý anh chị khán giả. Với lợi thế về sản xuất thì bên em luôn có mức giá hợp lý nhất và công khai, minh bạch. Quý anh chị có thể tới tận Mộc Nam Huy, đồng nghĩa với việc là quý anh chị tới tận làng nghề đồ gỗ Hô Nai rồi, nơi mà những cái sản phẩm đồ gỗ được sản xuất và phân phối đi tất cả các cái vùng lân cận nhá. Cho nên là cái mức giá luôn luôn rất là hợp lý. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Mộc Nam Huy xin chào và hẹn gặp lại.